Cùng theo dõi bản tin Bệnh viện Phụ sản Hà Nội ngày 26 tháng 5 với những nội dung chính sau đây. Toàn cầu vượt mức 5,5 triệu ca nCoV, WHO cảnh báo nguy cơ tái bùng phát. 80 triệu trẻ em không tiêm đủ vaccine do COVID-19. Phát hiện một bệnh nhân nhiễm virus Zika. Sinh con ở tuổi vị thành niên, thực trạng đáng báo động. Trước khi vào nội dung chính của bản tin, các bạn đừng quên subscribe kênh để xem những video thú vị tiếp theo của kênh nhé! Trong 24 giờ qua, số ca nhiễm COVID-19 toàn cầu tăng thêm 86.920, trong đó có 2.999 ca tử vong, nâng tổng số trường hợp mắc bệnh trên toàn thế giới lên 5.581.003 ca, trong đó có 347.516 người tử vong và 2.360.742 người bình phục. Tổng số ca nhiễm ở Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, là 1.705.668, tăng 19.232 trường hợp, giảm đáng kể so với thời kỳ cao điểm của COVID-19. Tổng thống Trump hôm qua nói đã ngừng dùng thuốc chống sốt rét hydroxychloroquine sau khi WHO ngừng thực nghiệm thuốc sốt rét này cho COVID-19. Chính quyền Đức đang cố gắng truy cứu dấu vết của tất cả những người tới tham dự buổi lễ diễn ra trong một nhà thờ ở thành phố Frankfurt hồi tháng này sau khi nhận được tin báo ít nhất 107 người đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Chính phủ Liên bang Đức dự định tiếp tục kéo dài các biện pháp giãn cách xã hội đến ngày 5 tháng 7 nhằm kiềm chế đại dịch. Cơ quan Y tế Cộng đồng Thụy Điển cho biết số người tử vong do COVID-19 đã tăng lên 4.029, trong khi số ca mắc là 33.843. Thụy Điển đã áp dụng cách tiếp cận mềm trong chống dịch COVID-19, vẫn cho phần lớn các trường học, cửa hàng, nhà hàng mở cửa và trông cậy vào sự tự giác của người dân trong việc giãn cách xã hội. Brazil ghi nhận thêm 11.280 ca nhiễm và 757 ca tử vong, nâng ca nhiễm và tử vong lên lần lượt là 374.898 và 23.473, tiếp tục là vùng dịch thứ hai thế giới. Trong khi đó, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro hôm 24 tháng 5 xuất hiện cùng đám đông, không đeo khẩu trang, tạo dáng chụp ảnh, bắt tay mọi người và thậm chí còn bế một bé trai trên vai, đi ngược hoàn toàn khuyến cáo cách biệt cộng đồng để ngăn COVID-19 của các chuyên gia. Ngày 25 tháng 5, Giám đốc điều hành chương trình y tế khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, tiến sĩ Michael Ryan cảnh báo, các quốc gia đang chứng kiến diễn biến dịch COVID-19 thuyên giảm vẫn có thể phải đối mặt với đỉnh dịch thứ hai ngay lập tức nếu dỡ bỏ quá sớm những biện pháp ngăn chặn dịch bệnh bùng phát. Ông Ryan khẳng định, thế giới vẫn đang trong làn sóng đầu tiên của sự bùng phát SARS-CoV-2. Mặc dù số ca bệnh đang giảm ở nhiều quốc gia, song tình trạng này lại gia tăng ở các khu vực Trung và Nam Mỹ, Nam Á và Châu Phi. Tại Đông Nam Á, Singapore vẫn là vùng dịch lớn nhất khu vực với 31.960 ca nhiễm, tăng 334, trong đó 23 người chết. Ca nhiễm ở Singapore chủ yếu là lao động nhập cư, sống trong các ký túc xá. Singapore sẽ cho phép hành khách quá cảnh ở sân bay Changi kể từ mùng 2 tháng 6. Indonesia xếp thứ hai với 22.750 ca nhiễm và 1.391 người chết. Việt Nam, Lào, Campuchia và Đông Timor là các nước trong khu vực chưa ghi nhận ca tử vong do nCoV. Tại Việt Nam, chiều 25 tháng 5, một nữ du học sinh từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất được xác định mắc COVID-19, nâng tổng số ca bệnh của Việt Nam lên 326 ca. Tính đến sáng nay 26 tháng 5, đã 40 ngày không ghi nhận ca lây nhiễm mới trong cộng đồng. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh nhân thứ 19, một trong 3 ca COVID-19 nặng của Việt Nam, sẽ được công bố khỏi bệnh vào chiều nay cùng 2 bệnh nhân khác. WHO cho biết, theo Liên minh Toàn cầu về vaccine và tiêm chủng Gavi, Quỹ Nhi đồng Quốc tế UNICEF, Viện vaccine Sabin, COVID-19 đã làm gián đoạn các chương trình tiêm chủng tại ít nhất 68 quốc gia. Chương trình tiêm ngừa bệnh sởi đã bị gián đoạn ở 27 quốc gia. Tại 38 nước khác, trẻ em chưa thể tiêm vaccine bại liệt. Cùng ngày, WHO đưa ra hướng dẫn mới cho các quốc gia về cách tiến hành tiêm chủng an toàn trong bối cảnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, giữa tình trạng phong tỏa và khan hiếm đồ bảo hộ, tiêm chủng tại nhà cũng bị hạn chế. Trước đại dịch, các nhóm anti-vaccine đã làm ảnh hưởng ít nhiều đến công tác phòng dịch. Kết quả là số bệnh nhân sởi gia tăng nhanh chóng, hơn 140.000 người đã tử vong, hầu hết là trẻ nhỏ. Bộ Y tế thông báo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm vừa phát hiện một bệnh nhân nhiễm virus Zika. Đây là virus gây bệnh đầu nhỏ, từng khiến dư luận hoang mang. Theo Bộ Y tế, bệnh nhân là nam giới, 25 tuổi, sống ở quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Kể từ khi ghi nhận bệnh nhân Zika đầu tiên vào tháng 3 năm 2016 đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 265 ca mắc, chủ yếu là ở miền Trung, Tây Nguyên, các tỉnh phía Nam.
Zika là bệnh chung vector truyền với sốt xuất huết. Đầu mùa mưa tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sốt xuất huết và bệnh do virus Zika phát triển mạnh. Bộ Y tế đề nghị các địa phương sớm triển khai chiến dịch diệt muỗi, diệt loang quang bọ gậy, phòng dịch từ sớm, chủ động truyền thông phòng dịch Zika và sốt xuất huyết từ trước khi dịch gia tăng do vào mùa. Theo thống kê từ Đồng Nai, trong năm 2019, có 333 ca trẻ vị thành niên đến sinh trên tổng số 11.535 ca sinh, chiếm 3%. Riêng từ đầu năm đến hết tháng 4, có 3.640 ca sinh, trong đó có 48 ca vị thành niên, chiếm 1,3%. Việc mang thai và sinh con ở tuổi vị thành niên để lại hậu quả rất nghiêm trọng và kéo dài. Do khi mang thai, cơ thể trẻ chưa phát triển đầy đủ, gây chèn ép cho bé. Người mẹ trẻ có tâm lý sợ hãi và dễ xảy ra tình trạng sinh non, thai lưu và hội chứng thần kinh như tự kỷ, trầm cảm. Còn đứa bé do trẻ vị thành niên sinh ra bị nhẹ cân và có nguy cơ tự kỷ cao hơn so với những đứa trẻ được sinh ra từ người mẹ đã trưởng thành. Bên cạnh đó, việc học hành của các bà mẹ trẻ cũng bị gián đoạn, sẽ ảnh hưởng đến tương lai sau này. Để hạn chế tình trạng này, cần có sự quan tâm từ nhiều phía như gia đình, nhà trường và các ban ngành liên quan. Cần đẩy mạnh giáo dục tiền hôn nhân, các vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản tại các trường học, hướng dẫn các biện pháp tránh thai phù hợp, hạn chế tình trạng nạo phá thai và ngăn ngừa các bệnh lây qua đường tình dục.